안녕하세요. 신창, 안녕하세요 여러분. 만나서 반갑습니다. 저는 Hoàng Anh입니다. Xin chào mọi người, mình tên là Hoàng Anh. Rất vui được gặp các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học một số ngữ pháp và ngữ pháp về chào hỏi của tiếng Hàn. Đầu tiên, 안녕하세요 và xin chào. Bài học đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu tên và giới thiệu nước. Đầu tiên thì chúng ta học một số ngữ pháp để giới thiệu bản thân. 안녕하세요 thì là cái từ chào hỏi mà chúng ta nói với bạn bè, nói với những người thân, nói với những người đã rất thân thiết rồi thì mình mới nên dùng 안녕. Còn đối với những người mà chưa thân thiết lắm, những người mới gặp và những người lớn tuổi hơn thì chúng ta nên dùng 안녕하세요. Hai cái từ này thì nó đều là xin chào. Tiếng Việt nó đều là xin chào. 저는 무무무입니다. thì nó sẽ là một từ cái đuôi hỏi, còn 입니다, 이다 thì nó là một cái đuôi ngữ pháp mình nói thông thường thôi, nó không phải là một câu hỏi mà là một câu trả lời, giống như một câu trả lời đấy. 저는 Hoàng Anh입니다. Tôi tên là Hoàng Anh. 저는 Hoa입니다. Tôi tên là Hoa. 입니다 nó sẽ là biến đổi ngữ pháp của 이다. Phía tiếng Hàn còn một cái nữa, đó là 씨. Sau tên của một người nào đó thì chúng ta sẽ đặt 씨, giống như tiếng Anh và tiếng Việt nó sẽ là chị, anh, chị. Hoàng Anh 씨, Hoa 씨. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về một số từ vựng của tiếng Hàn về các nước. Ilbon, Hàn Quốc, Mỹ Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Saram, Việt Nam Saram, Ye, Ne, Anio. Ilbon, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Việt Nam, Mông Cổ, Mông Cổ, Saram, người, Việt Nam Saram, người Việt Nam, Ye, Ne, vâng, dạ, Anio, không. Trước từ Saram thì chúng ta sẽ đọc thêm cái từ nói danh từ về đất nước, tên đất nước vào đằng trước từ Saram thì cái từ đó sẽ biến đổi thành tôi là người nước Việt Nam, người nước Hàn, người nước Mỹ. Ilbon Saram thì sẽ là người Nhật, Hàn Quốc Saram thì nó sẽ là người Mỹ. Cái này thì cấu ngữ pháp của nó sẽ khác với Việt Nam, chính là người đặt đằng trước và tên nước đặt đằng sau. Còn tiếng Hàn thì cái tên nước sẽ đặt đằng trước và từ người nó sẽ đặt đằng sau. Việt Nam Saram, Việt Nam là Việt Nam, Saram là người. Nhưng mà đối với tiếng Việt nó sẽ là người Việt Nam, còn đối với tiếng Hàn nó sẽ là Việt Nam, người. Ye nên, ye, ne. Tiếng Hàn nó có hai cách nói vâng, dạ, giống như bên Việt Nam mình là vâng và dạ đấy. Anio sẽ là không. Không thì chúng ta cũng biết trả lời cái từ đấy rồi. Chúng ta bắt đầu học lại về cái
cấu cái từ chào của bên tiếng Hàn nhé. 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까. Ba cái từ này thì nó cùng nghĩa giống nhau. 안녕, chúng ta sẽ nói với những người bạn thân thiết, đối với những người ít tuổi hơn mình. 안녕하세요 thì chúng ta sẽ nói với những người lớn tuổi hơn, với những người không thân, với những người mới gặp và cái không có thân thiết lắm đấy. 안녕하십니까 thì chúng ta thường hay nói ở trong công ty này, nói với giám đốc này, nói với những người rất lớn tuổi hơn mình và có địa vị cao hơn mình. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. Đấy là những cái cấu trúc, những cái từ mà khi mình mới gặp một người bạn mới thì chúng ta sẽ nói 처음 뵙겠습니다. Là khi mình mới gặp một người nào đó mình sẽ nói 처음 뵙겠습니다. Là lần đầu tiên gặp mặt. 반갑습니다 là rất vui. 만나서 반갑습니다 là rất vui khi gặp bạn. 잘 부탁드립니다 là về tiếng Việt thì nó sẽ là nhờ vả, một câu nhờ vả. 잘 부탁드립니다. Vâng, bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Mọi người ở nhà thì vừa xem video và vừa luyện tập lại nhé. 다음에 만나요. Hẹn gặp lại các bạn vào video tuần sau.